Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in ấn toàn tập ở trên AutoCAD nha. In ở phần layout nha các bạn. Rồi, thì đây là môi trường model này. Cái tab này là tab model này các bạn thấy không? Thì trong môi trường model này mình sẽ thể hiện tất cả các đối tượng của mình, tất cả những bảo vệ của mình là nằm trong môi trường này, tỷ là một một. Sau khi vẽ xong các bạn sẽ đưa vào trong cái môi trường layout. Ví dụ ở đây, mình đang có một cái khung tên, à, cái khung tên này. Ở trong khung tên này nó có hai đối tượng đó là tròn và vuông đúng không? Và cái đường viền màu đỏ này chính là cái tờ giấy A3 của mình này được chưa? Mình sẽ đo cho bạn xem. 420. Và chiều rộng của nó là 297 được chưa? Chiều cao 297. Chiều dài 420 chính là cái khổ giấy A3. Rồi, bây giờ mình đã xong như thế này, mình thiết kế cái khổ giấy A3 mình là đây và cái khung tên của mình là nằm trong cái khổ giấy A3 này. Bây giờ bây giờ in ra thì làm sao? Để in ra làm sao? Thì đầu tiên các bạn sẽ thiết lập cho mình là một cái khổ giấy A3 mới ở trong cái AutoCAD này nha. Thì đầu tiên in thì các bạn sẽ nhấn cho mình là cần trên B đây thì các bạn in ấn nó hiện lên thì trong này nó cũng sẽ có rất là nhiều cái loại khổ giấy có sẵn trong AutoCAD luôn đây này các bạn thấy A4 A3 A2 A1 nhưng mà mình không sử dụng ở trong này tại vì trong này là mặc định của thằng AutoCAD đó là nó tính cái khổ giấy A3 nó tính có một cái khoảng cách thuộc vô luôn nha đó nó thuộc vô này á là khi mà cái cái cung tên của mình á mình in trong này mình bỏ vào trong cái cái tờ giấy này bỏ vào trong tờ giấy của AutoCAD đó, thì nó sẽ tự động nó tính ở cái phần đó là gạch, này thì các bạn thấy không nó không đúng không tự nhiên nó thụt vô một cái khoảng mà mình không có biết bao nhiêu hết bây giờ mình muốn nó chỉnh xác ra luôn để cho mình in theo cái cách của mình đó thì bây giờ mình phải tạo một cái kiểu mới ok chưa thì cái bước đầu tiên các bạn sẽ nhìn printer plotter đây đây nó có một nem nè các bạn chuyển nó xuống và đổi cho mình là thành là dvkg to pdf ở đây nha thì chỉnh cái này để làm gì chỉnh cái này để cho nó chuyển tất cả những cái file kết của mình sau khi mà mình in nó thành file pdf rồi từ file pdf đó mình đem ra quán mình in đó được chưa? thì bây giờ trong này á mình chuyển sang cái chế độ in là dvk tu pdf thì nó cũng sẽ có paper size nó sẽ có kích thước của tờ giấy cũng đầy đủ luôn nhưng mà mình sẽ tạo một cái loại mới ở đây là mình tạo một cái khổ a 3 ngang rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ tạo lại cho các bạn xem đó bằng cách là mình nhấn vào property ở đây Rồi chưa? sau đó mình chọn cái mục đó là custom paper size ở đây để mình chỉnh sửa lại cái tờ, cái, cái tờ giấy a 3 của mình thì đây mình đang có một cái ba ngang rồi nhưng mà bây giờ mình xóa để mình làm lại đi được chưa rồi bây giờ mình nhấn add rồi mình chọn cái chế độ đầu tiên là begin start from scratch này là bắt đầu từ đầu luôn nè tạo mới từ đầu luôn nè rồi mình nhấn next rồi ở đây nó sẽ ra một cái khổ giấy à, 210297 chính là khổ giấy A4 thì bây giờ mình chỉnh lại cho mình các bạn chỉnh lại cho mình đó là khổ giấy A3 nha thì đây các bạn sẽ chỉnh lại đó là 420 297 nha các bạn 297 420 đúng không? Chiều dài của nó là là 420, chiều cao là 297. Nó ra cái cái a này. Rồi đây là unit là các bạn để đơn vị là mm nha. Nếu mà in thì mình đổi sang in. Sau đó bạn nhấn nét. Rồi các bạn thấy Mặc định của nó là nó sẽ <laughs> lúc nào nó cũng in Cách tờ giấy luôn 13 ly hết á. Thì nếu mà dày thì cái khung tơ của mình tự nhiên cái nó tự động nó nhảy 13 ly luôn. Nó nhảy vô đây 13 ly nó bắt đầu tính từ động này vô luôn. Thì đâu có được nếu mà vậy thì lỡ mình 14 ly thì sao đâu được đâu đúng không Nên mình phải chỉnh nó về không để cho mình bôi theo cái tờ giấy của mình là được họ rồi cái khung tên của mình trong này mình muốn điều chỉnh bao nhiêu cũng được hết nha sau đó bạn nhấn nét rồi ở đây nó sẽ họ kêu mình là paper sign em là mình sẽ đặt tên cho cái tờ giấy mới của mình thì đây là mình làm tờ giấy ab thì mình sẽ đặt tên là A3, đó. A3 và mvt của mình đi tên của mình cũng đi được chưa mình Nhấn nét nhắn rồi, sau khi xong rồi là để yên đó mình nhấn ok một cái. Xong cái tiếp tục nó lại ra cái môi trường này. Đó. Thì nó ra môi trường này kệ nó. Bây giờ trong cái bay bờ sai này này nó sẽ xuất hiện một cái tờ giấy A3 mới của mình ở trong này. Mình sổ ra. Và mình tìm đây, thấy không nó có cái tờ A3 NVT theo thiết lập của mình không? Đó, mình chọn vào đây. Mục đích là vậy thôi. Thì bây giờ các bạn thấy cái cái, cái khúc mà gạch, gạch, gạch này nè, nó đã ra ngoài bên ngoài bìa của tờ giấy này luôn rồi đúng theo ý định của mình luôn mình không có cần nó phải cắt vô gì hết á mình in là mình in sát luôn nha rồi sau đó là bắt đầu mình chọn là plot area ở đây mình nhấn là window đó bây giờ mình sẽ chọn cái khung ab của mình đây mình đã chỉnh sẵn cái này cái khung ab mình là tính là cái màu đỏ này còn cái bên trong này chính là cái khung tên của mình là mình muốn cắt vô bao nhiêu thì mình thiết lập tự mình đó được chưa thì mình cứ chọn cái đầu này của cái tờ giấy và chọn đầu kia của tờ giấy đó được chưa sau khi xong á thì các bạn nhắn cho mình là ok được chưa để in đó là bước đầu tiên bây giờ mình sẽ in là test a 3 nvt Nhấn save và s đây nó ra này thì các bạn thấy cái đường màu đỏ của mình nó sát với tờ giấy luôn không và cái khung tên của mình là mình đã thiết lập trước đó rồi mình thiết lập mình muốn cái này là cách vô 5 ly hay là 10 ly thì tùy mình được chưa thì nó ra như thế này được rồi đó là một cái vấn đề đầu tiên rồi cái vấn đề thứ hai bây giờ cái vấn đề thứ hai này ở đây mình sẽ có nhiều bản vẽ có nghĩa là mình sẽ trình bài bày một bản vẽ ở trên một layout ví dụ ở đây mình có 100 cái layout đi ở đây mình sẽ ví dụ là ba cái layout này, thì sang cái layout thứ hai này thì bạn thấy bây giờ nếu mà mình nhấn cần trên b rồi mình chọn lại cái máy uh, in của mình là dvkg to pdf rồi mình lại tiếp tục mình chọn cái LVNT. Rồi mình lại chọn cái layout mình chọn window rồi mình mới bôi chọn cái này rồi mình chọn cái khung này rồi mình mới nhấn ok một cái rồi nó mới lưu ra một cái bản vẽ rồi mình mình làm vậy thì ví dụ 100 bản vẽ mình phải làm vậy 100 lần nè. Rất là lâu đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ mình mình sẽ chỉ các bạn một cái bí kíp. Bí kíp này nó sẽ giúp các bạn nhanh hơn 100 lần. Các bạn chỉ cần thiết lập lúc ban đầu thôi. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Rồi để thiết lập được cái in của một lúc đó thì các bạn chọn vào trong cái layout một này cái layout một đây nha các bạn chuột phải cho mình sau đó là các bạn chọn cho mình là pay setup manager ở đây là cái gì đây cái đây là quản lý thiết lập in cái trang in nha mình sẽ thiết lập mình chọn vào đây thì nó hiện lên cái bảng này hiện lên bảng này thì các bạn sẽ chọn cho mình là một new ở đây á nó, 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 nó kêu mình là hãy đặt tên cho cái một new này thì mình đặt tên ở đây là mình in cái gì mình in theo A3 được chưa mình nhấn OK một cái rồi nó là hiện lên bản in bây giờ mình thiết lập trong bản in này này mình sẽ thiết lập đầu tiên là mình chọn cái máy in nè thật ra là mình lặp lại cái bước này thôi rồi sau đó là bay size là mình sẽ chọn đúng cái khổ giấy a của mình được chưa các bạn rồi ở đây là mình sẽ chọn là Windows và mình bôi chọn cái khung tên cái khung tên của mình ở đây đó rồi sau đó mình nhấn OK một cái là bây giờ trong cái phần bay Setup Manager là nó đã lưu lại một cái thể loại đó là Intel A3 mà trong cái Intel A3 này là nó sẽ thiết lập hết tất cả mọi thứ ví dụ từ cái tờ giấy khổ giấy máy in và cái vị trí của cái khung tên của mình luôn thì mình nhấn ctrl lâu đó sang cái bay cái layout 2 này được chưa sang layout 2 á thì bây giờ mình muốn thiết lập lại giống như đó thì mình chỉ cần chuột phải cái layout 2 rồi mình chọn bay, bay setup manager mình chỉ cần là chọn cái file mà mình đã nén lại rồi này Intel Bay là mình chọn set là tự động nó bay tới cái khung tâm mình luôn thấy không nó thiết lập luôn không bây giờ mình cần in thì mình chỉ cần cần nhấn một cái nút là cần trên B rồi sau đó mình nhấn là OK là nó sẽ lưu ra được chưa nó sẽ lưu ra cái bàn vẽ mình bây giờ mình thử này test a ba hai sai vẽ anh trai thì bạn thấy không đó nó đã xong xuôi hết rồi vậy thì nó rút nắng lại cho các bạn à, rất là nhiều bước. Bây giờ sang layout ba, Thì bây giờ nếu mà mình in thì nó cũng không có ra được nên mình phải set up trước. Mình chuột phải cái mình chọn bay setup manager rồi mình chọn in theo a mình set queue run. Mình lâu. Đó thì mình mới nhấn Ctrl B là nhanh hơn đúng không? Rồi. Đó là cái cách thứ hai. Bây giờ sau khi mà các bạn đã set up xong ví dụ có 100 cái layer các bạn đã set up xong cho nó hết in theo a hết rồi. Thì bây giờ muốn in cùng một lúc để cho nó chạy luôn một phát, khác thì làm sao? Thì các bạn nhấn cho mình lệnh publish đó bấm ở đây thì nó hiện lên cái bảng này hiện là bảng này thì các bạn đầu tiên các bạn phải chú ý đến cái mục đó là sheet list là các bạn có một cái danh sách đúng không cái này là bạn tạo danh sách thì bạn không cần không cần biết tới cái thứ hai là bất lít tu là PDF rồi cái thứ ba là cái mục ở sheet name này thì đây các bạn muốn in tất cả những bằng vẽ nào thì trong này là mình có ba bản vẽ thì nó sẽ hiện hết ba bằng vẽ ở đây và một cái model ở đây thì bạn xóa cái model này đi các bạn chỉ in theo sheet thôi thì đây các bạn chọn hết ba cái này được chưa các bạn chọn hết ba này nếu mà các bạn muốn lưu lại để lần sau á lần sau mà các bạn in nữa thì các bạn chọn ở phần là Save và add này đây do you want to say the current list to sit lúc này nha thì bạn nhấn yes cái lâu thì nó sẽ hiện ra ở cái thức đường dẫn của các bạn các bạn muốn lưu ở đâu thì các bạn dẫn ở đây thì bạn dẫn ở đây không cái này là lót rồi cái này lót rồi để mình coi thử lưu ở đâu nha rồi cái lưu đó thì tạm thời để từ từ đi các bạn. Thì các bạn chọn ở đây, các bạn sẽ chọn hết ba cái layout này. Để các bạn nhấn Publish ở đây nha. Đó, nhấn Publish Thì nó sẽ dẫn ra một cái đường dẫn để các bạn lưu những cái file mình để in đó. Thì đây mình sẽ chọn đó là một cái file ở ngoài desktop đi. Mình sẽ chọn test in layout. Cho nó vào cái và thư mục test in layout Nhìn này nha thì mình chọn cái thư mục này rồi mình chọn select nó hỏi mình là à lúc này nó mới hiện ra này nó hỏi mình do you want to save the current list không nó hỏi mình là muốn lưu lại những cái file này không thì mình chọn yes thì nó sẽ tự động nó lưu đó thì sau khi mà in xong á in xong rồi các bạn thì mình ra ngoài này nó có một cái file này thì trong file này nó sẽ chứa ba cái bảng vẽ của mình thấy không ở đây cái bảng vẽ đầu tiên này thứ hai thứ ba này thấy không? đó nó dồn trong một cái file luôn được chưa bạn rồi public coi thử coi kiếm là thử cái chỗ lưu tại sao nó là không có lưu ta chọn ở đây Rồi thì tạm thời cái lưu đó để mình tính sau đi Cái đó cũng là một cái thắc mắc của mình nha Nhiều lần trước mình làm được nhưng mà lần này quên rồi Thì à, để mà không quên thì mình hướng dẫn lại cho các bạn chú ý cái chỗ đó Rồi bây giờ là Mình nói thêm một cái chỗ này nữa Là cái phần layout này nè Ví dụ mình có 10 bản vẽ 100 bản vẽ Thì chẳng lẽ là mỗi lần vậy mình cứ Cứ vẽ ra một bản vẽ mới xong cái mình lại làm cái bước là set kêu nè à. mình lại bay manager rồi mình chọn cái layer tiếp theo rồi mình chọn cái cái phần intel ba này rồi mình set kêu nè à. làm vậy nó rất là lâu đúng không thì các bạn tạo ra chuẩn hết cho mình một cái lao đây ví dụ ở đây mình chọn lao một là lao chuẩn rồi đúng không thì sau khi mà các bạn tiếp tục các bạn sang layout 2 các bạn muốn tạo một cái layout tiếp theo để các bạn dàn trang ví dụ ở đây mình đã làm xong ba cái layout đúng không bây giờ có một cái bạn vị này mình muốn đưa vào trong cái layout 4 đó. thì Chẳng lẽ bây giờ mình nhấn new layout này, nó ra cloud mới nó không có thiết lập gì hết thì là như vậy nó lâu quá. Nên các bạn sẽ thiết lập cho chuẩn hết một cái layout đầu tiên. Rồi sau đó bạn nhấn chuột phải này, các bạn chọn cho mình đó là Move or copy. Có có nghĩa là các bạn copy luôn cái thuộc tính của nó trong cái layout đó và chọn Move to end, chọn create ở copy nhấn ok. Thì lúc này á sang cái layout cuối này là nó sẽ giữ nguyên cái thiết lập của cái thằng layout đầu tiên và các bạn chỉ cần xóa đi cái phần mà view viewboard này này nó xóa đi và các bạn mv để các bạn tạo một cái viewport mới và các bạn trình bày lại ở trong này nha Thì sau đó các bạn nhấn trên B hoặc là public thì nó cũng sẽ tự in theo luôn Được chưa? Các bạn lưu ý chỗ đó nha, làm vậy nó mới nhanh nha Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha, bye bye